lâu ngày đến thăm nhà bà con tiện thể mang ít đồ đến biếu. Gõ cửa thì thấy anh ta ăn mặc có vẻ rất kham khổ, bước ra nhận lấy món quà tôi bảo chụp cho tấm hình sống ảo. Anh ta lại bảo đợi tôi thay bộ đồ đã, nhưng khi bước ra bộ đồ anh ta thay là bộ vest 2000 tệ ạ. Chụp hình lên tôi tưởng mình mới là thằng tệ nạn á trời.